Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Ngọc Quý và trong phần 3 của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với phần bình luận diễn biến phiên giao dịch ngày 14 tháng 1 của anh Lê Anh Trí là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Dạ, xin chào anh ạ. Thưa anh, có thể nói là xu hướng giảm điểm của thị trường từ đầu năm 2016 đến nay vẫn còn đang tiếp diễn và khiến cho nhà đầu tư khá là hoang mang. Vậy thì anh có chia sẻ gì thêm đối với nhà đầu tư trong giai đoạn này không ạ? Đúng như Ngọc Quý đã nói và cũng như các nhà đầu tư trên thị trường hiện nay cũng đã thấy được cái diễn biến thị trường trong năm 2016 trở lại đây, thì chúng ta có thể thừa nhận với nhau rằng nhà đầu tư đang có một tâm trạng nhất, đặc biệt là các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thì đang có một cái sự rất là buồn tẻ trong hai tuần giao dịch vừa qua của năm 2016, và cái xu hướng giảm điểm của thị trường không chỉ ở thị trường chứng khoán Việt Nam mà nó kéo dài hầu hết tất cả các cái thị trường chứng khoán trên thế giới, từ thị trường chứng khoán Mỹ cho tới các cái thị trường chứng khoán khác ở khu vực châu Á. Thì với những diễn biến khó lường như hiện nay và đặc biệt là cái sự sụt giảm về thanh khoản của thị trường như hiện nay nữa, thì khiến cho thị trường trong khoảng 2 tuần vừa qua thực sự là đáng buồn về nhà đầu tư, bởi cái xu hướng hiện nay nó vẫn đang có dấu hiệu tiếp diễn và chưa có những cái dấu hiệu mà chứng lại, và các nhà đầu tư hiện nay thì đang có rơi vào cái trạng thái tâm lý tương đối bi quan, và cái tài khoản thì đang bị, có thể nói là đang bị bào mòn tương đối nhiều, khiến cho cái xu hướng thị trường thực sự là nhà đầu tư chưa dám kỳ vọng nhiều vào cái khả năng mà thị trường có dấu hiệu dừng lại. Và chúng ta có thể nhìn thấy là với những dự báo khó khăn như vậy thì chúng tôi cũng chưa mạnh dạn đưa ra các dự báo mới về cái khả năng thị trường có khả năng tiếp cận đáy hay không, và khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục thận trọng và có thể tiếp tục quan sát thêm trong những phiên giao dịch sắp tới để chờ đợi những cái chiến lược đầu tư nó rõ ràng hoặc là có những kế hoạch cụ thể hơn. Yeah. Vậy thì với những nhà đầu tư mà đang nắm giữ cổ phiếu thì theo anh có thông tin nào mà có thể hỗ trợ hay là kỳ vọng trong thời gian sắp tới không ạ? Đúng là với những nhà đầu tư còn đang nắm giữ cổ phiếu, đặc biệt là với những nhà đầu tư mà còn giữ cái tỷ lệ cổ phiếu cao, thì trong giai đoạn hiện nay sẽ rất là khó khăn, đặc biệt nếu mà nhà đầu tư còn sử dụng thêm cái đòn bẩy tài chính cao, thì với những cái phiên giao dịch như hiện tại sẽ khiến nhà đầu tư sẽ rơi vào trạng thái tài khoản có thể gọi là bị call margin tương đối lớn, thì nhà đầu tư sẽ rất khó trong cái việc mà đưa ra các cái quyết định đầu tư hợp lý, bởi cái việc mà cổ phiếu tiếp tục giảm điểm sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư sẽ rơi vào trạng thái call margin và các công ty chứng khoán buộc phải đưa cái trạng thái giải chấp, thì khiến cho cái nhà đầu tư sẽ tiếp tục sẽ bị bào mòn tài sản nhiều hơn và sẽ có khó đưa ra được những cái quyết định gọi là tỉnh táo trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên thì với những cái diễn biến đang diễn ra thì chúng tôi vẫn có một số cái khuyến nghị nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một số thông tin. Về vấn đề vĩ mô thì chúng ta có thể thấy là với những cái dự báo của các cái tổ chức tài chính lớn trên thế giới thì vẫn đặt một cái niềm tin vào cái sự tăng trưởng của thị trường, của nền kinh tế Việt Nam cũng như là những cái kỳ vọng vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2016, thì chúng ta có thể kỳ vọng vào vấn đề vĩ mô ở vấn đề này. Ngoài ra thì một cái thông tin gần đây các nhà đầu tư cũng đang muốn đón nhận và có thể là muốn một cái sự ổn định về cái tình hình lớn của Việt Nam, đó là cái cơ cấu nhân sự cấp cao, thì nhà đầu tư cũng đang muốn nhận được cái thông tin rõ ràng hơn và có thể là mong muốn được một cái sự ổn định trong thời gian tới, thì nhà đầu tư có thể đặt một cái niềm tin hơn vào thị trường hiện nay. Ngoài ra thì trong những cái phiên giao dịch sắp tới thì tôi cho rằng là một số doanh nghiệp mặc dù là chưa đến kỳ công bố báo cáo tài chính quý tư cũng như là cái việc mà công bố cái báo cáo kiểm toán cả năm, tuy nhiên thì một số doanh nghiệp với cái lợi nhuận nền tảng cơ bản tốt hoặc là sẽ có những cái dự án hoặc là các cái hợp đồng lớn sắp tới thì có thể là họ sẽ công bố dần hoặc là có những cái báo cáo về việc dự báo cho kết quả kinh doanh năm 2014 hoặc là cái kế hoạch đề ra cho 2015, thì những nhà đầu tư mà đang còn nắm giữ cổ phiếu mà với những doanh nghiệp chúng ta có thể dự báo được cái nền tảng thông tin cũng như là cái kế hoạch sắp tới thì chúng ta có thể đặt cái kỳ vọng vào riêng từng doanh nghiệp, còn với thị trường chung thì chúng ta vẫn tiếp tục cần có một cái sự tỉnh táo nhất định. Thưa anh, khi mà gặp xu hướng giảm hay là thua lỗ như là giai đoạn hiện nay chẳng hạn thì nhà đầu tư thường rất khó để ra quyết định cắt lỗ, và giai đoạn này thì lại dễ mắc phải những cái sai lầm. Vậy thì theo kinh nghiệm của bản thân anh thì những cái sai lầm nhà đầu tư có thể mắc phải là gì ạ? Thì đúng như là Ngọc Quý đã nhận định, thì với cái khi mà nhà đầu tư đang rơi vào cái trạng thái thua lỗ hoặc là tài sản đang bị bào mòn như hiện nay thì nhà đầu tư sẽ rất khó đưa ra những cái quyết định sáng suốt trong giai đoạn hiện tại, và cái diễn biến này nó dễ dẫn đến những quyết định gọi là sai lầm liên tiếp có thể nó xảy ra và khiến nhà đầu tư càng trở nên khó khăn hơn khi thị trường tiến về, nếu có thể tiến về vùng đáy thì nhà đầu tư cũng trở nên rất là thụ động. Với những sai lầm mà nhà đầu tư thường gặp phải trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán thế giới thì có rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng đã từng đúc rút lại rất nhiều cái sai lầm. Tuy nhiên thì với cái tâm lý nhà đầu tư chung thì họ vẫn gặp phải rất nhiều cái sai lầm đã từng diễn ra nhưng họ không rút kinh nghiệm được.
với cái trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay thì tôi không thể đề cập hết tất cả những cái sai lầm mà nhà đầu tư đã hay mắc phải. Tuy nhiên thì tôi cũng mong muốn là đưa ra một vài cái đúc rút để giúp cho nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay có thể tránh được bớt những cái sai lầm và có thể có những cái việc mà đảm bảo cho tài khoản nó ở cái trạng thái an toàn hơn. Một số cái sai lầm điển hình của chúng ta hiện nay vẫn còn đang diễn ra, đó là việc nhà đầu tư không có một cái chiến lược đầu tư rõ ràng, nên khi cái thị trường họ đầu tư theo dòng tiền của thị trường, nên khi thị trường nó đang có cái trạng thái xấu như hiện nay thì nhà đầu tư có một cái nguyên tắc thường không làm được, đó là cái sự cắt lỗ. Việc cắt lỗ, nhà đầu tư không tuân thủ đúng nguyên tắc của mình đề ra, bởi vì họ không có một chiến lược rõ ràng, nên khi cái tài sản nó đang tiếp tục đưa về cái càng xuống mức thấp hơn thì họ cho rằng là họ có khả năng, tức là họ giữ cái tài sản đang đi xấu đi và họ vẫn tiếp tục không có một cái mức cắt lỗ cụ thể, thì tài sản họ cứ giảm theo thị trường, và khi mà thị trường không có dấu hiệu tạo đáy thì tài sản của họ ngày càng giảm hơn. Đó là một cái sai lầm khiến nhà đầu tư rất là, thực sự gọi là hậu quả tương đối cao, thì nhà đầu tư sẽ tiếp tục chịu các cái kết quả tồi tệ hơn trong những phiên sắp tới. Với cái việc mà không có cái chiến lược đầu tư cụ thể thì sai lầm thứ hai nhà đầu tư thường mắc phải, đó là việc họ tiếp tục tham gia bắt đáy thị trường thay vì họ xác định là cái giá trị doanh nghiệp đến thời điểm này nó có hợp lý hay chưa. Nên nhà đầu tư rất là muốn thử sức mình với việc bắt đáy, mặc dù họ không xác định lại là bối cảnh thị trường hiện tại nó đã có rất nhiều vấn đề thay đổi, thì như đó thì cái việc mà họ tiếp tục tham gia bắt đáy thị trường có thể khiến cho cái tài khoản và cái trạng thái của họ có thể gọi là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cái tài khoản của họ sẽ càng bị bào mòn nhanh chóng hơn. Và họ muốn bắt đáy thì cái tình trạng này chúng tôi hay gọi là bắt giao rơi, thì sẽ khiến nhà đầu tư sẽ càng thêm nguy hiểm. Với cái hai sai lầm trước thì nhà đầu tư còn có một số sai lầm khác, họ thường không có chịu thay đổi hoặc là họ vẫn tiếp tục có thể bị sai lầm, đó là việc họ xác định nắm giữ lại các doanh nghiệp đang có lời, các cổ phiếu đang có lời trong tài khoản và bán đi các cổ phiếu thua lỗ. Đây có thể là một cái sai lầm lớn, bởi các cổ phiếu đang có cái diễn biến mà mạnh hơn thị trường thì có thể sẽ tiếp tục tăng giá, trong khi mà những cổ phiếu mà đang giảm giá thì sẽ khả năng cao nó sẽ tiếp tục xấu đi. Vì vậy vì việc mà họ bán đi những cổ phiếu đang sinh lợi và bán đi giữ lại những cổ phiếu mà đang giảm điểm thì khiến cho cái trạng thái sắp tới của họ có khả năng cao nó xảy ra, đó là cái việc tài khoản tiếp tục sẽ bị thua lỗ nhiều hơn. Với những cái sai lầm như trên thì chúng tôi cho rằng là nhà đầu tư có thể đúc rút được một số kinh nghiệm hiện tại và có thể là nhìn nhận giá trị doanh nghiệp nhiều hơn là lên, hoặc là cái việc mà xác định cái đáy của thị trường sắp tới sẽ là bao nhiêu. Ngoài những điều anh vừa chia sẻ ra thì theo quan điểm cá nhân anh thì nhà đầu tư nên làm gì để tránh khỏi những cái sai lầm đó? Để tránh được những cái sai lầm thì theo tôi đầu tiên là mỗi nhà đầu tư hãy chọn lựa riêng cho mình một cái nguyên tắc đầu tư, và trong đó thì cái nguyên tắc mà cắt lỗ là rất là quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta hãy đầu tư những doanh nghiệp nào mà chúng ta hiểu rõ nhất, tức là chúng ta ngay từ thời điểm này, với tôi quan điểm là chưa bao giờ là muộn, tức là chúng ta hãy chọn lựa kỹ những doanh nghiệp mà chúng ta có thể khả năng dự báo được dòng tiền của doanh nghiệp và dự báo định giá được doanh nghiệp với những giá trị hiện tại như vậy thì giá thị trường có gọi là hấp dẫn hay chưa, và chúng ta không nên quá vội vàng trong việc bắt đáy một cổ phiếu nào đó hoặc là bắt đáy thị trường, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện tại. Với những giá trị, những cái diễn biến thị trường như hiện nay thì tôi cho rằng là nhà đầu tư hãy kiên nhẫn hơn, và với những cái tài khoản mà đang sử dụng ký quỹ cao thì chúng ta hãy ngay lập tức đưa về những cái trạng thái an toàn, để cho với những cái xu hướng mà sau khi thị trường có dấu hiệu mà ổn định trở lại hơn á thì chúng ta sẽ chủ động được hơn trong việc mà gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Ngoài ra thì với quan điểm của tôi thì nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay cũng để tránh được những sai lầm á thì chúng ta hãy luôn luôn tỉnh táo và có một cái sự kiên nhẫn nhất định, có một cái nhìn khách quan hơn về thị trường. Đôi khi chúng ta hãy thoát ra khỏi thị trường trong giai đoạn hiện nay để nhìn nhận xa hơn một chút, hoặc là nhìn có những cái nhìn nó khách quan hơn về thị trường thì chúng ta sẽ tránh được những cái sai lầm đang diễn ra. Xin được cảm ơn những ý kiến của anh rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, những nhận định vừa rồi của anh Lê Anh Trí là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.